Một phụ nữ 24 tuổi đã bị sát hại trong chung cư ở Anaheim và bạn trai cũ của cô đã bị bắt vì bị nghi ngờ là hung thủ. Một bác sĩ ở tiểu bang Kentucky của Mỹ đã bị buộc tội oan là đã kê vô số đơn thuốc giảm đau opioid bất hợp pháp, đã được bồi thường 14 triệu đô la trong một vụ kiện mà ông cho rằng các công ty dược phẩm đã giao sai đơn thuốc cho ông. Một phụ nữ người Bulgaria đã bị buộc tội trong vụ liên quan đến kế hoạch lừa đảo tiền điện tử OneCoin trị giá 4 tỷ đô la, đã bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo tiền điện tử khét tiếng qua đường dây và hành vi rửa tiền. Một cô gái 29 tuổi đã bị truy tố vì giả làm thiếu nữ 16 tuổi đã học lại tại một trường trung học của tiểu bang New Jersey. Cảnh sát Las Vegas đã tóm được kẻ trộm hoành hoang nói rằng cảnh sát sẽ không bao giờ bắt được tôi. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ sáu ngày 24 tháng 3 năm 2023. Một phụ nữ 24 tuổi bị sát hại trong chung cư ở Anaheim. Theo đài ABC7 đưa tin, Sở Cảnh sát Anaheim cho biết, nghi can có tên là Aaron Romo, 36 tuổi, bị nghi ngờ giết cô Marelle Mateus, 24 tuổi, là cư dân La Palma. Cảnh sát đã nhận được tin có chuyện khả nghi xảy ra trong một phòng chung cư ở khu số 1900, đường Diêu Nhân lúc 2 giờ 30 phút chiều thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2023. Khi vào phòng, nhân viên công lực đã phát hiện thi thể của cô Mateus, nhưng không nói rõ tình trạng thương tích của cô. Sau đó nhận dạng ông Aaron Romo là nghi can. Các điều tra viên xác nhận nghi can Romo và nạn nhân từng có quan hệ và còn nghi ngờ ông từng tấn công một số phụ nữ khác. Sở cảnh sát Anaheim cho biết họ không thể nói rõ về các manh mối hay động lực của nghi can vì đang điều tra vụ giết người này. Về phía nghi can Romo, ông ta bị bắt ở quận Riverside và đang bị giam trong trại giam của Sở cảnh sát Anaheim, không được quyền tại ngoại. Ông ta ra tòa vào hôm thứ Tư ngày 22 tháng 3 năm 2023. Một bác sĩ ở tiểu bang Kentucky của Mỹ đã bị buộc tội oan là đã kê vô số đơn thuốc giảm đau opioid bất hợp pháp, một dạng thuốc viện cực mạnh, đã được bồi thường 14 triệu đô la trong một vụ kiện mà ông cho rằng các công ty dược phẩm đã giao sai đơn thuốc cho ông. Ông James Dustin Cheney đã mở Clarion Health and Wellness ở Hazard vào năm 2010 nhưng ông ta đã bị buộc tội vào năm 2014 vì kê đơn thuốc bất hợp pháp. Ông ta đã bị kết án 30 tháng tù liên bang. Tuần trước, bồi thẩm đoàn quận Perry đã ra phán quyết có lợi cho ông Cheney trong vụ kiện hai công ty dược phẩm lớn là CVS và Riot của Kentucky. Trong vụ kiện, các bồi thẩm viên nhận thấy các công ty cố ý hoặc thiếu thận trọng đã báo cáo rằng ông Cheney đã viết những đơn thuốc này, trong khi thực tế thì ông ta không viết. Các bồi thẩm viên phán quyết điều này khiến có vẻ như cho rằng ông Cheney đã viết vô số đơn thuốc giảm đau opioid, một dạng thuốc viện cực mạnh. Những loại thuốc giảm đau như vậy đã gây ra hàng ngàn ca tử vong và dùng thuốc quá liều ở Kentucky. Ông Cheney đã được bồi thường 10 triệu đô la cho nỗi đau tinh thần trong quá khứ, hiện tại và tương lai, 2,5 triệu đô la cho tiền lương bị mất và 1,5 triệu đô la vì suy giảm khả năng kiếm tiền của ông ta như đã nêu trong mẫu phán quyết. CVS sẽ phải trả 53% của số tiền bồi thường, trong khi Riot sẽ phải trả 45%. Bồi thẩm đoàn quy 1% trách nhiệm pháp lý cho công ty thứ ba RX Discount Pharmacy và cho biết ông Cheney phải chịu trách nhiệm 1% thiệt hại mà ông ta phải gánh chịu do không thực hiện đầy đủ việc giám sát dữ liệu kê đơn và bản thân. Một luật sư đại diện cho Riot đã từ chối bình luận về việc liệu công ty có kháng cáo bản án hay không. Người phát ngôn của CVS cho biết, công ty không đồng ý với phán quyết này và đang xem xét các lựa chọn bao gồm cả việc có nên kháng cáo hay không. Ông Cheney đã bị mất giấy phép y tế do vụ án hình sự năm 2014, nhưng có kế hoạch yêu cầu tiểu bang khôi phục giấy phép của mình. Một phụ nữ người Bulgaria đã bị buộc tội trong vụ liên quan đến kế hoạch lừa đảo tiền điện tử OneCoin trị giá 4 tỷ đô la đã bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo tiền điện tử khét tiếng qua đường dây và hành vi rửa tiền. Các công tố viên liên bang cho biết cô Irina Dukinska, 41 tuổi, người Bulgari, đã bị cáo buộc đã kích hoạt chương trình kim tự tháp tiền điện tử OneCoin để rửa 400 triệu đô la thông qua công ty tiền điện tử lừa đảo và các công ty vỏ bọc khác. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết, Cô Irina Dukinska từng là trưởng phòng pháp lý và tuân thủ tại OneCoin, nhưng đã làm việc hoàn toàn trái ngược với chức danh công việc của mình. Các nhà khai thác OneCoin có trụ sở tại Bulgaria đã tiếp thị nó như một loại tiền điện tử. Các thành viên đã nhận được hoa hồng khi tuyển dụng những người khác mua các gói tiền điện tử, dẫn đến hơn 3 triệu người đầu tư vào công ty. Theo Bộ Tư pháp, các nạn nhân của OneCoin đã bị lừa hơn 4 tỷ đô la trong chương trình này, bắt đầu hoạt động vào năm 2014. Từ quý 4 năm 2014 đến quý 4 năm 2016, OneCoin đã tạo ra 4 tỷ đô la doanh thu bán hàng và kiếm được lợi nhuận gần 3 tỷ đô la. Người đồng sáng lập OneCoin đã nhận tội vào tháng 12. DOJ Hoa Kỳ cho biết thêm, cô Irina Dikovinska quản lý một tài sản thuộc về người đứng đầu OneCoin là Ruja Itnadova, hay còn được gọi là nữ hoàng tiền điện tử. Cô ta đã không xuất hiện kể từ tháng 10 năm 2017, và cô đã được thêm vào danh sách top 10 người bị truy nã gắt gao nhất của Cục điều tra liên bang vào năm 2022. Với việc cơ quan này treo thưởng 100.000 đô la cho người cung cấp thông tin hàng đầu để bắt giữ cô ta, Irina Dukinska đã hỗ trợ một đồng phạm trong việc rửa khoảng 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin tiêu hủy bằng chứng buộc tội khi biết tin đồng phạm bị bắt và gửi một tin nhắn buộc tội cho một thành viên khác trong kế hoạch. Cô ta sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 40 năm nếu bị kết tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Cô ta bị dẫn độ từ Bulgaria sang Mỹ vào thứ hai và xuất hiện tại tòa án Hoa Kỳ vào thứ ba. Nhà chức trách New Jersey đã truy tố một cô gái 29 tuổi giả dạng làm thiếu nữ 16 tuổi để nhập học tại một trường trung học của tiểu bang. Cô Hai Jong-shin, người Nam Hàn, đã bị cáo buộc làm giả giấy khai sinh để đủ điều kiện theo học tại trường New Brunswick ở New Jersey. Darren Gelber, luật sư của cô Shin, chia sẻ cho biết, thân chủ của ông muốn quay trở lại một môi trường mà cô luôn cảm thấy yêu thích. Một đại bồi thẩm đoàn ở New Jersey đã quyết định truy tố cô Shin vì cáo buộc cung cấp tài liệu chính phủ giả và cản trở quá trình khởi tố xuất hiện trước tòa hồi đầu tuần này. Cô Shin nhất quyết không nhận tội. Theo tờ New York Post cho biết, cô Shin đã tốt nghiệp Đại học Rutgers. Cô Shin đã đi học tại trường New Brunswick được 4 ngày, trước khi ban giám hiệu phát hiện cô đã gần 30 tuổi, thay vì là trẻ vị thành niên như giới thiệu. Luật sư Gelber tiết lộ thân chủ của ông rời Nam Hàn đến Hoa Kỳ để theo học một trường nội trú từ năm 16 tuổi. Khi nhập học tại New Brunswick, cô không có ý định xấu, mà chỉ đơn giản cảm thấy cô đơn và mong muốn trở lại môi trường thân thiện với nhiều bạn bè như trường nội trú trước kia. Cảnh sát New Brunswick trước đó cũng cho biết họ không tin cô sinh kế định làm hại học sinh, giáo viên hay nhân viên tại trường. Cô sinh đang hy vọng sẽ được chấp nhận vào chương trình can thiệp trước xét xử để tránh phải ngồi tù. Luật sư cũng cho biết cô sinh không phải công dân Mỹ nhưng đang cư trú hợp pháp. Cô hy vọng có thể trở về nhà ở Nam Hàn. Sau khi vụ án khép lại, cô Shin sẽ tiếp tục hầu tòa vào tháng 5 tới đây. Một người phụ nữ ở Las Vegas, Nevada lấy trộm đồ ở cửa hàng và huynh hoàng nói rằng không bao giờ cảnh sát bắt được tôi, nhưng không lâu sau thì bị cảnh sát tóm được. Theo cảnh sát thông báo cho biết vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2023, Hồi đầu tháng 3, Sở Cảnh sát Las Vegas đã đăng video lên mạng xã hội, kêu gọi công chúng giúp nhận diện nghi can trộm đồ cửa hàng. Người phụ nữ trong video vừa nói vừa tỉnh bơ lấy trộm đồ trong cửa hàng trên đường sau Las Vegas vào hồi tháng 1. Bà ta nói rằng họ không bao giờ bắt được tôi. Có thể nghe thấy bà ta vừa bỏ đi vừa cười nhạo. Sau khi đoạn video được cảnh sát đăng lên Twitter, nhiều người cung cấp thông tin giúp nhận diện nghi can là bà Nico Waters, 51 tuổi, theo LVMPD cho biết. Cảnh sát đã tìm thấy và bắt được nghi can Waters ở Las Vegas vào hôm ngày 16 tháng 3. Bà ta đã bị giam tại Clark County Detention Center với cáo buộc trộm cắp cửa hàng. Nghi can Waters được thả ra sau khi nộp tiền thế chân tại ngoại và sẽ ra tòa vào ngày 27 tháng 3. Theo đài truyền hình địa phương KVV cho biết. Và quý vị ơi, video của mình đến đây luật sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.